Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan vào cuộc vụ blogger Đường Văn Thái nghi bị bắt cóc. IFJ quan ngại về trường hợp ông Đường Văn Thái bị bắt cóc. Human Rights Watch kêu gọi Australia gây áp lực đối với Việt Nam về nhân quyền. Việt Nam phản ứng lệnh cấm đánh bắt hàng năm của Trung Quốc ở Biển Đông. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã vào cuộc điều tra vụ một người tị nạn chính trị Việt Nam, blogger Đường Văn Thái, tức YouTuber Thái Văn Được, bị mất tích ở gần nhà trọ ở tỉnh Pathum Thani chiều muộn ngày 13 tháng 4, nhưng sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Việt Nam và bị bắt. Bà Grace Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt sống ở Bangkok nhiều năm qua, cho biết trong ngày 20 tháng 4, cảnh sát đặc biệt Special Force họ đã vào cuộc ngày hôm qua, họ bắt đầu họ investigate điều tra phải không cái vấn đề mất tích của Đường. Tôi nghĩ cái chuyện này á nó cũng sẽ rất là lớn hơn là cái chuyện của Trương Duy Nhất, là vì Trương Duy Nhất thì có một thì có những người nghi ngờ là cảnh sát Thái Lan giúp đỡ, nhưng mà trong cái vấn đề này á tôi nghĩ là không, cảnh sát Thái Lan không có dính líu. Từ vì đã nói chuyện với cái người trưởng cảnh sát ở Bangkok này thì ông ta nói là không có biết gì hết. Tôi nghĩ là cái này là Việt Nam tự làm lấy. Phóng viên gửi email cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để kiểm chứng thông tin trên nhưng chưa nhận được phản hồi. Bà Grace Bùi cho Đài Á Châu Tự Do biết, song song với điều tra của cảnh sát Thái, nhóm của bà bắt đầu thu thập thông tin các đoạn camera an ninh về đường đi của ông Đường Văn Thái trước khi bị mất tích để phản bác thông tin mà phía Việt Nam đưa ra. Mục tiêu của nhóm là lấy lại công bằng cho Đường Văn Thái, bảo vệ người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan và cho thế giới biết rõ sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội, cho dù quốc gia này đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà nói. Bà cho biết ông Đường Văn Thái ngày 13 tháng 4 rời nhà và đi đến một tiệm bán cà phê ở gần đó để mua hai cốc cà phê, rồi đi đến khu công viên trong Đại học Công nghệ Rajamagala, cách Bangkok chừng 50 km về phía Bắc. Tại đây, ông uống cà phê cùng với một người tị nạn mới quen, Facebooker Lộc An Hà. Sau đó, hai người chia tay, người bạn ở lại, còn ông Thái đi về hướng nhà trọ của mình và từ đó không ai liên lạc được nữa. Phóng viên có liên lạc với Facebooker Lộc An Hà, tên thật là Nguyễn Khắc Đình Lộc, và được người này cho biết thông tin bà Grace Bùi thu thập được là chính xác. Ông Lộc, một người hoạt động về tự do tôn giáo ở Bà Rịa Vũng Tàu và thường xuyên bị sách nhiễu bởi chính quyền địa phương, cho biết thông tin người bạn mình nhập cảnh trái phép từ Lào về Hà Tĩnh là bịa đặt vì Đường Văn Thái không có ý định về Việt Nam và không thể vượt 920 km đường bộ trong thời gian một ngày từ trung tâm Thái Lan đến biên giới Việt Nam được. Liên đoàn quốc tế nhà báo IFJ, trụ sở chính tại Bỉ, vào ngày 20 tháng 4 lên tiếng quan ngại về trường hợp nhà báo tự do Đường Văn Thái mất tích khỏi Bangkok và bị bắt cóc đưa về Việt Nam. IFJ nhắc lại tin xác nhận từ phía công an Việt Nam việc bắt giam ông Đường Văn Thái 3 ngày sau khi có nghi vấn ông này bị bắt cóc ở Bangkok, Thái Lan hôm 13 tháng 4. IFJ lên án biện pháp bắt cóc và giam giữ ông Đường Văn Thái, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do ngay cho ông này. Thông báo ngày 20 tháng 4 của IFJ nêu rõ biện pháp bắt cóc ông Đường Văn Thái cho thấy nguy cơ lớn lao mà các nhà báo Việt Nam phải đối mặt, cũng như tạo một tiền lệ tồi tệ về sự an nguy của những người làm công tác truyền thông ở nước ngoài. Những cách thức trừng phạt mang tính đàn áp và nặng nề tại Việt Nam đối với truyền thông độc lập phê phán có nghĩa ông Thái chắc chắn phải đối mặt với sự khủng bố do những việc đã làm. Tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 20 tháng 4 ra thông cáo kêu gọi chính phủ Australia cần sử dụng hoạt động đối thoại song phương với chính phủ Việt Nam nhằm đạt được cam kết từ phía Hà Nội nghiêm túc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tù nhân chính trị. Thông cáo cho biết, cuộc đối thoại nhân quyền song phương Australia-Việt Nam lần thứ 18 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 tới đây tại Hà Nội. Trong thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 4, Giám đốc Human Rights Watch tại Australia, bà Niela Gasson, nêu rõ chính phủ Australia phải chấm dứt tình trạng làm ngơ trước hồ sơ yếu kém của Việt Nam và sử dụng đối thoại nhân quyền để khởi động quá trình trao đổi nghiêm túc và có ý nghĩa về cải cách nhân quyền. Việc thiết yếu đối với Australia là gây sức ép về phóng thích tù nhân chính trị. Trong đó, có một công dân Australia, ông Châu Văn Khảm, và công bố với Hà Nội rằng cho tới khi ông ta và những người khác được tự do, sẽ không thể có chuyện làm ăn như thường.
Ngoài trường hợp tù chính trị Châu Văn Khảm, Human Rights Watch cũng đề cập đến các trường hợp khác gồm Lê Văn Dũng, tức Dũng Vô Va, Lê Mạnh Hà, Đinh Văn Hải, Bùi Văn Thuận, Phạm Đoan Trang, Trình Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Trương Văn Dũng và Nguyễn Lân Thắng. Vào tháng 3 vừa qua, Human Rights Watch gửi một tờ trình tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia kêu gọi chính phủ Hà Nội tập trung vào 3 điểm ưu tiên ở Việt Nam, gồm phóng thích tù nhân và can phạm chính trị, chấm dứt hạn chế quyền tự do đi lại và chấm dứt đàn áp quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Chính phủ Australia cũng cần kêu gọi Việt Nam sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 của Bộ Luật Hình sự, thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến. Việt Nam cũng nên sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều 14 khoản 2 và điều 15 khoản 4 của Hiến pháp có nội dung cho phép hạn chế nhân quyền đối với các lý do an ninh quốc gia, vượt quá giới hạn cho phép của công pháp quốc tế về nhân quyền. Việt Nam lại lên tiếng phản ứng về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông hàng năm của Trung Quốc, với kêu gọi Bắc Kinh hãy tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với các vùng biển và không làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt, trong trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội vào chiều ngày 20 tháng 4, đối với câu hỏi về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8 hàng năm, ông Đoàn Khắc Việt được dẫn lời nguyên văn, xin trích: lập trường của Việt Nam với cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành là nhất quán và được khẳng định trong những năm qua. Cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế, được xác định theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982. Các tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục xâm phạm vùng nước của Indonesia, bất chấp thỏa thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế mà hai bên đã đạt được hồi cuối năm ngoái. Truyền thông Indonesia dẫn thông tin từ tổ chức tư vấn có trụ sở ở Jakarta là Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJI, cho biết như vậy. Tổ chức này đã theo dõi các hoạt động của tàu cá Việt Nam và tàu cá của nhà nước Việt Nam có mặt tại vùng biển Bắc Natuna kể từ tháng 1 đến nay. IOJI cho biết các hoạt động của tàu cá Việt Nam trong năm nay gần như không có thay đổi nào so với năm ngoái. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hà Nội và Jakarta đã kết thúc các vòng đàm phán kéo dài 12 năm về đường biên giới trên biển căn cứ theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Hai bên hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp làm giảm xung đột giữa các tàu cá Việt Nam và Indonesia cũng như cải thiện an ninh biển cho cả hai nước. Tuy nhiên, cho đến nay, thỏa thuận này vẫn chưa được phía Indonesia chấp nhận. 3 tháng sau khi kết thúc đàm phán, cả Việt Nam và Indonesia đều không công bố được giải thích nào hay bản vẽ nào về đường biên giới chính xác bắt đầu từ đâu và kéo đến đâu. Điều này khiến các nhà phân tích phải dựa theo quy định của UNCLOS và đường phân định thềm lục địa đã xác định. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.